chào mọi người. Ốc mới làm tóc mới nè. Mọi người thấy ốc có đẹp không? Trời ơi, tóc của mình bữa nay nó thơm, thiệt là thơm luôn. Biết sao không? Ốc mới mua được một loại nước hoa nhập khẩu, xịn lắm, thơm lắm. Xịt lên một cái hả, nó thơm cả ngày luôn. Trời ơi, mắm tôm còn không thể át được cái mùi thơm ở trên tóc của mình nữa đó. Người ta nấu gà nấu é, bữa nay chị Ốc sẽ làm chim nấu é luôn, tin không? Gì hả? Chim gà gì mà nấu lá é vậy? Ngon à, cho Đốc Tật Khỏe tham gia với. Chị Ốc đòi nấu lá é con mà Đốc Tật Khỏe tham gia hả? Sao Đốc Tật Khỏe nhẫn tâm nhở? Vậy hả? Sao Ốc Thanh Vân nhẫn tâm vậy? Đốc Tật Khỏe ơi, còn nói Ốc nhẫn tâm nữa hả? Cái con chim yêu quý của Đốc Tật Khỏe đó, toilet nó không đi đâu, phóng huế bừa bãi, làm một bãi trên đầu óc rồi nè, hư luôn cái tóc mới rồi, mới làm tóc mới nè, không biết đâu bắt đền á. Ai chà, cây này thì nấu lá é vừa rồi nè. Không phải, không phải, đó là thức ăn do con bị nôn ra thôi. Sao con lại nôn chứ? Sự tình là hồi sớm, con có lén qua vườn hàng xóm trộm trái cây, ăn nhiều quá nên nó không tiêu, gây đau bụng với nôn mửa, chứ không phải con. Cây này cũng lá é là dừa nè. Lần này là Đốc Tật Khỏe nhẫn tâm nha, chứ không phải Ốc Ngàn. Thôi con làm sẵn đây luôn nè, nướng rô ti hay lẩu gì thì làm luôn đi. Lá é ở đây có nghĩa là Đốc Tật Khỏe đang nhờ em giúp anh chim hết bị ăn không tiêu, đau bụng và nôn mửa mà. Ủa là sao Đốc Tật Khỏe? Vậy là Đốc Tật Khỏe kêu em lá é lại đây để giúp em chim hả? Là lá é trắng có công dụng chữa đau bụng, trướng bụng, ăn không tiêu, nôn mửa đó mà. Vậy với tình trạng rất bi kịch của con thì phải làm sao hả Đốc Tật Khỏe? Đau quá. À, với ai mà bị đau bụng, trướng bụng, ăn không tiêu, nôn mửa thì dùng cành lá é phơi khô, cắt nhỏ, dùng từ 10 đến 20 gram, hãm nước uống trong ngày. Uống như vậy 3 đến 5 ngày thì sẽ dứt tình trạng trên, sức khỏe phục hồi ngay thôi. mà may nhất á là ta đến đây kịp lúc cho nên con không sao đó. Đúng là may thiệt. Chỉ có một mình Ốc là không thấy may thôi. Tóc mới gội, mới làm, mới xịt nước hoa nè, bây giờ chua lè luôn rồi nè. Thấy cũng tội, nhưng thôi... Cũng kệ! Giận luôn! Giận Đốc Tật Khỏe! Giận hết học trò của Đốc Tật Khỏe luôn! Ốc chào tạm biệt quý vị khán giả! Ốc yeah!